được sự ưu đãi của thiên nhiên, Mộc Châu là nơi khá thích hợp để phát triển cây chè san tuyết. Cây chè san tuyết Mộc Châu được trồng ở độ cao địa hình lớn trên 900 mét so với mặt nước biển. Ở độ cao địa hình như vậy đã tạo cho Mộc Châu một không khí mát mẻ quanh năm với nhiệt độ trung bình 18,5 độ C. Vào ban đêm, nhiệt độ thường bị hạ thấp xuống và chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm là khá lớn. Thêm vào đó, độ ẩm không khí trung bình năm là 85%, lượng mưa trung bình 1.559,9mm trên năm. Với tất cả những đặc điểm này, búp chè san tuyết Mộc Châu sẽ tích lũy hương thơm mạnh hơn. Hàm lượng tannin, chất hòa tan trong búp chè đều cao hơn so với các loại chè san tuyết trồng ở nơi khác. Bên cạnh đặc thù điều kiện địa lý tự nhiên, tính chất, chất lượng đặc thù của chè san tuyết Mộc Châu có được, còn do bàn tay chăm sóc và quy trình chế biến chè của những người dân sản xuất chè. Hợp tác xã Nông nghiệp Đoàn kết là một trong những đơn vị đã có 20 năm kinh nghiệm sản xuất chè san tuyết trên vùng đất cao nguyên Mộc Châu này. Để đảm bảo sản phẩm đưa ra thị trường phải luôn đáp ứng nhu cầu của thị trường, hợp tác xã luôn đặt vấn đề về tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm lên hàng đầu. Chè phải được trồng đúng quy trình kỹ thuật, sử dụng phân bón hợp lý, tăng cường bón phân hữu cơ, không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng đúng chủng loại thuốc do hợp tác xã chỉ định và đảm bảo việc thu hái chè búp tươi đúng với thời gian quy định. Đặc biệt, đối với việc hái chè để đảm bảo chất lượng, công nhân chỉ được hái bằng tay, không được cắt bằng liềm hoặc máy cắt. Trong khâu chế biến, các sản phẩm chè được chế biến bằng các công nghệ sản xuất tiên tiến. Bên cạnh việc chú trọng về chất lượng sản phẩm, hợp tác xã cũng rất quan tâm đến vấn đề đăng ký bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm của mình. Tháng 9 vừa qua, hợp tác xã đã làm thủ tục nộp đơn đăng ký xin bảo hộ nhãn hiệu Husola cho sản phẩm chè của mình tại Cục Sở hữu trí tuệ. Trong 20 năm phát triển của hợp tác xã, chúng tôi luôn ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu. Chúng tôi đã nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ cho thương hiệu của hợp tác xã. Chúng tôi mong muốn trong tương lai, thương hiệu ngày càng được vươn xa, sản xuất của hợp tác xã có nhiều người biết đến hơn, sản xuất kinh doanh của hợp tác xã ngày càng phát triển. Định hướng phát triển trong tương lai, hợp tác xã muốn mở rộng vùng nguyên liệu được nhiều hơn và sản phẩm chè búp tươi được nhiều hơn và đầu tư dây chuyền lớn hơn và công nghệ hiện đại để làm ra những sản phẩm chè được tốt hơn. Bằng cách làm này, hợp tác xã đã ý thức được trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo quyền lợi trong cạnh tranh thương mại, đảm bảo sự công bằng cho các đối tác cũng như trách nhiệm của hợp tác xã với mọi đối tượng khách hàng trong một môi trường cạnh tranh quyết liệt và trước xu thế kinh tế hội nhập toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay. Một thực tế hiện nay, trên địa bàn cả nước nói chung và ở tỉnh Sơn La nói riêng, không ít các doanh nghiệp, đặc biệt là khối ngành kinh doanh và dịch vụ, còn chưa thật sự quan tâm đến việc phát triển tài sản trí tuệ. Nên khi bị xâm phạm, hầu hết các doanh nghiệp đó không đủ cơ sở pháp lý để yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý. Do đó, công tác quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cần phải được chú trọng đầu tư, đồng bộ nhiều giải pháp. Để làm được điều đó, trước hết, mỗi doanh nghiệp không chỉ ý thức và quan tâm tới việc xác lập bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, mà còn phải biết khai thác, phát huy giá trị nhãn hiệu đã dày công xây dựng được. Phát huy giá trị nhãn hiệu có thể được thông qua nhiều hình thức khác nhau. Một mặt là để quảng bá sản phẩm, mặt khác cũng là cách giúp cho người tiêu dùng hiểu và nhận biết đúng giá trị thực của mỗi nhãn hiệu. Nhãn hiệu nếu đăng ký xong chỉ để đấy thì sẽ không thể phát huy hết được tác dụng của nó. Doanh nghiệp cần phải có những hành động thực tế hơn như giữ gìn và phát huy uy tín cho sản phẩm, quảng bá sản phẩm để nhiều người cùng biết đến. Cứ như vậy, sản phẩm sẽ dần dần có thương hiệu, tạo dựng được uy tín trong lòng khách hàng.